sáng ngày 31 tháng 8, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chính thức thông tin về vụ việc Hồ Huế Anh, giảng viên bộ môn đàn bầu, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ra nước ngoài không xin phép đơn vị. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, hội đồng kỷ luật của học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Huế Anh vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của học viện. Ngoài xử lý này, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Huế Anh theo luật viên chức. Bên cạnh đó, sau khi có kết luận từ phía Tây Ban Nha, hội đồng kỷ luật trường sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo đảm bảo tính nghiêm minh.